Tại thành phố Hồ Chí Minh, có một ngôi trường mà phụ huynh gửi con em mình đến đây cùng với một giấc mơ tan vỡ. Học trò tại trường từng được coi là những đứa con hư hỏng, những thành phần cá biệt hay những đứa trẻ chỉ biết đắm mình vào game. Thế nhưng, khi chúng tôi ghé thăm ngôi trường này, chúng tôi không hề bắt gặp những học trò ấy, mà chỉ có những bạn trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, tràn đầy năng lượng và luôn hồ hởi với cuộc sống. Đó chính là trường nội trú IVS thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Vô Vi Nam và Thể thao. Trường IVS đã giáo dục và giúp các em phát triển nhân cách của mình như thế nào? Mời quý vị cùng ghé thăm trường trong những phóng sự sau đây. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Có lẽ trường nội trú IVS là một chứng nhân điển hình nhất của tư tưởng này. Chúng tôi ghé đến IVS vào một buổi trưa nắng gắt ngày cuối năm. Dù không biết chúng tôi là ai, các em học sinh của trường khi đi ngang vẫn cúi đầu chào rất lễ phép. Nhìn vào những khuôn mặt tràn đầy năng lượng này, ai có thể nói được đây chính là những bạn trẻ từng bị coi là ngỗ ngược, hư hỏng, là những thiếu niên chỉ biết đắm mình trong những cuộc chơi cùng bè bạn hay đắm mình vào thế giới ảo trong game. Hồi xưa em quậy với em phá, em không nghe lời ba mẹ, bị bạn bè xấu rủ rê chơi này nọ. Rồi lúc đó em cũng buồn chuyện gia đình em nữa, thì bị tác động vậy cũng đi chơi thấy vui, thoải mái này nọ. Còn lúc về thì cứ bị ba mẹ chửi, cứ nghĩ là mình là giống như mình muốn sống tự lập. Trước khi vào trường này là em học ở ngoài trường ngoài nên em thích đá bóng nên em bỏ học em đi đá bóng với các bạn, rồi em bị điểm thấp rồi kiểm tra làm bài không được, rồi bố mẹ thấy buồn rồi nói nên em không nghe lời, em cứ suốt ngày em cứ trốn học đi đá bóng rồi bị các bạn rủ rê hút thuốc. Em vô đây cũng được 3 tháng rồi. Trước khi vô thì em hay bỏ nhà đi lêu lỏng, tại vì em nghỉ học 1 năm rồi khi đi quay lại trường thì không đồng tuổi với bạn cho nên học không quen. Trong một trường học bình thường, có thể các em bị coi là học sinh cá biệt. Nhưng tại IVS, nhà trường coi các em là những nhân tố đặc biệt. Theo quan điểm của chúng tôi thì mỗi em học sinh chính là một kho báu. Ở bên trong các em chứa đựng những tài năng mà nếu như biết khai thác thì các em sẽ phát huy rất tốt. Và chính vì vậy cho nên mục tiêu của nhà trường là tìm ra những tố chất đặc biệt của những em học sinh đặc biệt. Được thành lập từ năm 2009, trường đã cảm hóa và đào tạo được nhiều thế hệ học sinh. Đối với các thầy cô nơi đây, họ có cách giải thích rất đặc biệt về những tính cách bị cho là bất thường của các em. Thí dụ như trong lớp các cháu nó nói chuyện rất nhiều hoặc là luôn luôn hoạt động thì tức là đấy là những em mà có khả năng đặc biệt về ngôn ngữ. Nhưng mà bởi vì là sống trong một cái môi trường mà không được hỗ trợ về ngôn ngữ hoặc là không được hỗ trợ về những hành vi như vậy thì các cháu nó bị ngăn cản và dẫn đến những phản ứng rất là tiêu cực. Hoặc là những em mà có những cái tố chất rất là mạnh, thích hoạt động rồi hay đánh nhau chẳng hạn như vậy thì thực ra là năng lượng bên trong cần phải được giải phóng. Thế thì như vậy thì các cháu nó cần phải có những cái chế độ luyện tập về thể thao, phát triển đặc biệt về thể chất thì nó trở nên cân bằng và phát huy khả năng của mình, đặc biệt là những khả năng về vận động, về chuyển động như thể thao. Và đồng thời thì có những bạn thì do học văn hóa bị căng thẳng quá, quá tải quá. Thế thì lúc đó thì khi chơi game thì cảm thấy thư giãn và cứ dần dần tìm đến game như là một sự giải thoát. Và chính như vậy các bạn đã bị nghiện game. Và bây giờ thì phải có những cái hoạt động khác để làm cho các bạn đó trở nên cân bằng. Phương pháp giáo dục và tôn chỉ hoạt động xuyên suốt của trường là tập trung giáo dục nhân cách, một mảng quan trọng mà vì nhiều lý do những trường học văn hóa bình thường chưa làm được. Trong khi đó, đối với những em học sinh có cá tính nổi bật, hay nói đúng hơn là đối với tất cả mầm non của đất nước, rất cần có giáo dục nhân cách và chỉ có thể là giáo dục nhân cách mới rèn giũa các em trở thành những công dân có ích. Thông thường thì các bậc phụ huynh thì chỉ quan tâm đến việc điểm số của con mình và rất mong muốn là con mình học giỏi. Điều ấy không có gì xấu. Nhưng mà thực ra thì không phải chỉ việc phát triển tri thức văn hóa là đủ. Các cháu nó cần phải được phát triển về kỹ năng, phát triển về nhận thức, phát triển về đạo đức để trở thành một công dân tốt trong tương lai. Vì chúng ta bỏ ngỏ việc giáo dục nhân cách hoặc là chúng ta chưa tìm ra được cách giáo dục nhân cách hợp lý cho nên mới dẫn đến tình trạng học sinh hư, học sinh cá biệt, học sinh nghiện game hoặc là khi mà các cháu có nhu cầu được sinh hoạt, được hỗ trợ, được phát triển thì chúng ta lại không cung cấp điều đó. Cho nên là các cháu nó phản ứng lại. Và khi nó phản ứng lại như vậy thì thực sự là chúng ta cho rằng là đấy là những học sinh hư hoặc là cá biệt. Nhưng thực ra không phải. Các cháu nó đang cần một môi trường đặc biệt, những môi trường thích hợp
để phát triển cá nhân của mình. Hàng ngày các em có một buổi đi học văn hóa, một buổi còn lại dành cho các hoạt động thể chất và kỹ năng, năng khiếu. Giữa 2 giờ trưa trời nắng gắt, các em vẫn đang gò mình vào các bài tập đội hình đội ngũ. Một nhóm khác thì đang tập vô vi nam. Khuôn khổ kỷ luật của nhà trường khiến chúng tôi ngưỡng mộ. Nhà trường coi võ thuật, võ đạo là nền tảng xây dựng căn tính con người. Và đội hình đội ngũ chính là kỷ cương đưa các em vào khuôn phép. Đặc biệt đối với những em thiếu hoạt động xã hội, chỉ biết chơi game hay thu mình vào thế giới riêng. Những hoạt động thể chất gắng sức như thế này chính là một liệu pháp cân bằng. Nó có 2 loại kỷ luật. Một loại kỷ luật ở bên ngoài và một loại kỷ luật ở bên trong. Chính việc đưa các học sinh của trường nội trú IVS vào kỷ luật quân đội, tức là đấy là những kỷ luật bên ngoài để dần dần kỷ luật bên trong được sinh ra. Và việc học võ, đặc biệt là học về võ đạo, giúp cho các bạn đó nhận thức được, ý thức được về bản thân mình, ý thức và yêu thương, và chia sẻ với bạn bè, với gia đình và với những người xung quanh. Đồng thời thì chúng tôi đưa ra một hệ thống kỷ luật giống như một trường thiếu sinh quân, với những cái giờ giấc, hoạt động, sinh hoạt giống như trong quân đội, để giúp cho các bạn đó có khả năng về tự lập và rèn giũa bản thân. Đồng thời thì đặc biệt là về hoạt động thể chất, thì chúng tôi đã đưa giáo dục thể chất như là tập võ, rồi tập thể thao, tập bóng bàn, bóng rổ, rồi điền kinh. Tất cả những cái hoạt động như vậy nó sẽ dần dần tạo nên sự cân bằng. Và lúc đó thì khi học sinh đã trở nên cân bằng thì chúng ta mới bắt đầu đi sâu vào vấn đề giáo dục về tâm lý, giáo dục về văn hóa. Và tất cả mọi cái chỉ có thể là tất cả mọi cái đều chỉ có thể được tiến hành khi học sinh đã trở nên cân bằng. Quá trình phát triển nhân cách cho các em không chỉ dừng lại ở việc rèn giũa và đưa các em về khuôn phép, mà còn là giúp các em phát tiết năng lực của bản thân và trau dồi mình để trở thành những thanh thiếu niên năng động, biết mình biết ta và sẵn sàng bước vào xã hội. Những lớp học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, những lớp học vẽ hay học đàn, học hát chính là để làm điều đó. Khi cha mẹ đưa một học sinh đến trường nội trú IVS thì em đó hoặc là đã bị tổn thương về tâm lý do chơi game quá nhiều, hoặc là do chịu những cái tác động xấu về mặt gia đình hoặc xã hội, hoặc là em đó đã mất liên kết, mất sự kết nối với xung quanh và trở nên cô độc hoặc là khép kín. Vì vậy cho nên là tất cả những bộ môn từ năng khiếu và thể chất, mỹ thuật, âm nhạc chính là những phương pháp để trị liệu, giúp cho các bạn đó được hồi phục. Thí dụ như các bạn mà chơi game nhiều quá thì chúng tôi dạy về hội họa. Và chính hội họa đó nó làm cho các bạn thanh lọc được những hình ảnh không đẹp, những hình ảnh bạo lực ở trong game mà hiện nay nó đã mắc vào bên trong tâm trí của học sinh. Thế và trong quá trình đó thì dần dần các em nhận ra được rằng là tự ở bên trong những hình ảnh mà trước đây các em đã chơi, đã ghi nhớ nó đều không tốt, và dần dần nó sẽ tự tan đi và dần dần các em trở nên bình thường. Hoặc là học về âm nhạc thì âm nhạc chính là làm cho các bạn đó điều chỉnh hơi thở. Và khi trở nên điều chỉnh hơi thở thì sự kích động về mặt thần kinh, sự tăng động về thần kinh nó sẽ giảm dần. Và lúc đó các bạn đó thư thái, và chính trong lúc thư thái đó các bạn đó thay đổi ở bên trong. Những ngày mới vào trường đã có nhiều em ôm ý tưởng trốn khỏi đây. Các em từng là những học trò cá biệt, để rồi sau vài tháng, vài năm, con người ấy dần thay da đổi thịt. Trước mắt chúng tôi, các em là những thanh thiếu niên có nền tảng, có lý tưởng và có ước mơ. Em thích học sử tại vì mai mốt em theo về du lịch để tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử của người hồi xưa tới giờ. Đầu vô thì em thấy mấy bạn đá bóng nên em cũng vào em học, rồi từ từ học thầy dạy các kỹ thuật rồi em cũng rất thích. Rồi thầy dạy tụi em đá rồi dạy rất là tận tình nên em cũng rất là, em thấy yêu môn bóng đá rất là nhiều. Em muốn, đó là ước mơ của em sau này. Em ước mơ của em là thích đi tàu diễn dương, được đi tàu biển làm thủy thủ. Em hiện tại thì em học giỏi toán lý, em sẽ cố gắng học thêm một cái ngôn ngữ Anh văn để em thi vào trường, đang đi làm hàng hải, thực hiện ước mơ của em. Một môi trường giáo dục được xem là lý tưởng là nơi không chỉ giúp học sinh có được kiến thức vững vàng, mà còn phải biết khuyến khích, thúc đẩy sự phát huy và rèn luyện tài năng. IVS mong muốn tất cả học sinh khi ra trường đều thành nhân và thành tài, gia đình tự hào và xã hội tôn trọng,
tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin vào tương lai phía trước.